Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Thép. Hôm nay là một siêu phẩm về dòng đẩy nữa, dòng đẩy cao cấp nữa về để giới thiệu cho tất cả các bác. Dòng đẩy 1U Lead Power, một thương hiệu đến từ Pháp các bác nhá. Dòng đẩy này là dòng đẩy 1U máy gọi là siêu mỏng luôn, nó chỉ có 1U thôi các bác. Đấy. Tuy nhiên là tất cả những cái dòng đẩy 1U thì nó đều mang trong mình những cái công nghệ gọi là tiên tiến nhất hiện nay và mang trong mình những cái công suất gọi là siêu khủng. Thì cái lô đẩy này thì tổng cộng của em là có 13 con rồi các bác, có 13 con. Đấy, hàng là rất chi là đẹp. Đấy, rất cực kỳ là đẹp luôn. Nhìn là các bác thấy mê luôn. Đấy. Đây là đúng hàng gọi là cái kiểu thiết kế của châu Âu. Như các bác đã biết rồi thì Lead là một cái thương hiệu Lead Audio. Thì là một trong những cái thương hiệu mà sản xuất hàng âm thanh KTV khá là nổi tiếng. Rồi thì hiện nay là bên em đang còn một vài đôi loa của thương hiệu này, thương hiệu Lead. Thì cái loa nó phải nói rằng là rất chi là hay, đẳng cấp luôn đấy. Thì trở lại cái lô đẩy ngày hôm nay thì cái lô đẩy này nó là mang máy 1U các bác nhá, 1U. Và công suất của nó là một trong những cái dòng công suất khủng hiện nay trên thị trường. Hai kênh, mỗi kênh là 950W, tức là khoảng là tương đương là 1000. Thì con này công suất của nó ở 8 ohm là 2 nhân 950W và công suất ở 4 ohm là 2 nhân 1700W. Thì đối với công suất này thì có lẽ là tất cả những cái dòng loa hiện nay trên thị trường nó đều đánh được. Đấy. Full đôi xúc kép là đều ok, đấy, chấp tất cả. Thì con súp này thì nó chiên trị cái bệnh là đau lưng cho tất cả các bác. Nhất là những cái bác mà làm sự kiện hay phải bưng bê những cái tủ đồ gọi là nặng đến vài tạ, bê lên xe, bê xuống xe. Thì hôm nay là đây là một cái giải pháp gọi là hoàn hảo. Một con đẩy gọi là siêu khỏe, tuy nhiên là siêu nhẹ, siêu mỏng. Thì con dòng đẩy này nó thiết kế mặt trước của nó là được là toàn bộ là mặt là sơn tĩnh điện các bác, sơn tĩnh điện rất dày. Đấy. Thiết kế rất chi là đẹp và nổi trội. Một cái thiết kế đặc trưng của những cái dòng đẩy châu Âu. Nó có một cái những cái điểm mà nhấn rất chi là đặc biệt. Thì tất cả hai cái nút volume của nó là nằm hai bên đây, đấy, hai bên này. Đấy. Công tút nguồn, thương hiệu Lead Power TQ2950, tức là hai kênh, mỗi kênh 950W. Thì về nội thất của nó thì con này là nó chạy trong mình là mạch công nghệ Class D các bác nhá, chạy Class D. Này, nó chạy tổng cộng ở đây là bao nhiêu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 con MOSFET các bạn. Chạy 12 con MOSFET. Gọi là siêu khỏe luôn đấy. Thì nếu như bác nào mà gọi là nếu mà nhìn vào cái nội thất thì các bác bảo tại sao nó lại sản xuất như bên này nó để không, bên này lại có. Cái này không, không có gì cả, bên này lại có. Và bên này không, không có gì mà bên này lại có tụ. Thực ra đây là không phải là cái bản ở đây, không phải là bản thiếu. Mà đây là bản này là bản hai kênh. Tức là cái bo mạch này là nó sản xuất chung chung cho cả dòng đẩy hai kênh và đẩy 4 kênh. Đấy. Cho nên mà cái bo này khi mà nó sản xuất hai kênh thì ví dụ như đây là cái bo phần tín hiệu của nó, nó chỉ là gắn một nửa thôi, còn một nửa là để chống. Đấy, chúng ta biết rồi. Bên này cũng thế. Bên này là nguồn của nó thì một nửa đây là có và một nửa đây là chống. Đấy, nó cũng thế. Và bên đây cũng thế, ví dụ như là các cái jack tín hiệu đầu vào đây. Ở bên này thì đầy đủ, bên này để chống, tức là bên này khi mà họ lắp 4 kênh thì họ sẽ lắp thêm bên này. Đấy, cho nên mà đây là gọi là bán đủ, tuy nhiên là đây là những dòng đẩy 2 kênh thôi. Đấy, khi mà 4 kênh thì nó sẽ khác. Đấy. Thì em nói trước cho các bác là khi mà các bác về các bác phải hỏi rằng là tại sao nó sản xuất nó lại trừ chống thế này. Đấy. Thì là khi mà các bác mua đẩy 4 kênh thì nó sẽ đủ đấy, đầy đủ luôn những cái như thế này. Nó sẽ đầy đủ tất cả những cái linh kiện đây, thậm chí là cả những con sò nó sẽ đầy đủ hết. Đây là bản 2 kênh. Thì cái dòng đẩy này nó chạy là mạch Class D các bác nhé, Class D thì các bác yên tâm về cái tiếng của nó. Thì đây là một trong những cái dòng đẩy gọi là phải nói là tiếng xuất sắc hiện nay trên thị trường, công nghệ gần như là cao nhất. Đấy, gần như là cao nhất hiện nay. Thì cái điểm đặc điểm của đẩy Class D thì các bác biết là nó hầu như nó chạy bằng MOSFET, nó không chạy bằng sò, hiệu suất là siêu cao, cực kỳ là cao. Đấy. Con này ở đây thì các bác nhìn có lẽ là khá là lạ lẫm, lần đầu tiên các bác thấy một con đẩy mà nó trang bị cái quạt kiểu này không ạ, giống như là quạt CPU máy tính. Đây, nó là một cái quạt gọi là khá là đặc biệt luôn. Quạt này có lẽ nếu mà hư thì không có quạt thay đâu các bác. Đây, quạt xịn, quạt là quạt xịn của nó luôn. Đấy. Nó có tác dụng là nó hút gió toàn bộ trong đây và nó đẩy ra ngoài. Đấy, nó đẩy hết ra ngoài. Thì cái con quạt này thì
Em nhìn cái quạt này đúng giống như quạt máy tính luôn, nhưng không phải là quạt này, giống như quạt laptop ấy. Có là đặc biệt luôn cái quạt. Con này nó có hai cái tụ lọc, hai cái lọc nguồn ở đây. Cái này là lọc nguồn các bác nhá. À, lọc nguồn. Đấy này là nó có lọc nguồn luôn. Đấy, lọc nguồn. Nếu như cái lọc nguồn này các bác để ý là những cái mà thiết bị âm thanh mà nghe nhạc hoặc thiết bị cao cấp mới có những cái lọc nguồn này. Thì hiện tại là bên em đang bán những cái mà của thiết bị chia nguồn mà kim cả lọc nguồn luôn đấy, nó rơi vào 2,5 triệu một con. Đấy, hàng chính hãng. Đấy, còn cái này là hàng xịn. Con này là lọc nguồn của Thái Lan. Đây em xem nào. Hàng rất chi là xịn. Đây. Đây Made in Thái Lan các bác nhá. Đấy. Made in Thái Lan. 250V 50Hz sau đấy là thiết bị hai cái này là hai cái lọc nguồn. Của hãng Shimano. Shimano đấy. Thì tụ của nó thì nó chạy tụ gì đây? Em xem nào, tụ này là nó không thấy đề vô nó gì nhỉ? Để em xem nó chạy bao nhiêu vôn. Em nghĩ là con này nó còn hơi tại chạy, nếu mà tụ này nó rơi vào tầm gần 200V, trên dưới 200V. Để em xem bên này là biết. Đúng là 200V, đấy, tụ 200V các bác. Đấy, tụ này tụ 200V hết, toàn bộ là tụ 200V. Thì cái tụ này các bác lưu ý một điều thế này này. Các bác mà khi mà tháo là kiểm tra máy thì các bác không nên sờ vào trong cái khu này. Sờ vào đây, thứ nhất là toàn bộ cái khu vực của cái con đẩy này nó chạy điện áp rất là cao các bác nhá. Chạy điện áp cao. Mà khi mà không may mà các bác lại rơi cái thiết bị gì vào đây nó sẽ chập và nó cháy nổ. Và thứ hai là không may mà có đụng chạm vào đây thì nó sẽ giật, giật chết chết, tức là giật rất là mạnh đấy. Vì là 200V các bác nhá. Dòng điện 200V. Ở đây thì các bác để ý rằng là những cái con đẩy mà mạch thường, mạch class AB chúng ta dùng ấy, thì nó chỉ chạy điện 50V thôi. Con này nó gấp gấp 4 lần. Đấy, nó khỏe là do nó chạy hoạt động cái mức điện áp cao. Đấy. Điện áp cao thì nó đẩy đi với được cao, công suất nó lớn thì điện nó phải cao. Đấy. Dòng này thì các bác không phải đếm xòa vì không có xòa để các bác đếm, nó chỉ chạy bằng MOSFET thôi các bác nhá. Đấy. Thì phía trước ở đây nữa. Đây những cái bo tín hiệu của nó này. Nguyên cái bo tín hiệu này các bác thấy khủng không? Đấy. Đây là gọi là đẩy này, gọi là công nghệ cao nhất hiện nay đấy. Đấy. Class Y, Class D. Thì Class D thì nó cũng có mấy thế hệ các bác, giống như thế là máy tính đó, có coi 7 thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4, 5. Đấy, thì cái công nghệ ở đây hầu như nó là lớn nhất. Đấy, có những cái dòng mà Class D thì nó sẽ công nghệ đời đầu nó sẽ khác. Đấy. Thì cái đó thì các bác chúng ta tìm hiểu nó sẽ biết. Thì về phía sau, để quay luôn phía sau nó cho bác xem nha. Phía sau con đẩy này thì nó có một cái dây, đây là cái này để chúng ta giữ nguồn. Cũng chẳng biết là nó có cái tác dụng gì nhưng mà nó có một thiết kế khá là lạ. À. Chống cái này đấy mà chống chúng ta tuột dây. Tức là khi chúng ta cắm cái dây nguồn vào đây thì chúng ta hạ cái này xuống. Đấy, không may chúng ta đi có vấp vào thì nó không bị mất, không bị tuột cái dây nguồn này ra. À, nó bị ấy thì nó cái này nó sẽ giữ lại, nó kẹp vào đây. Nó kẹp cái dây lại thì nó sẽ không bị tuột cái dây nguồn ra. Nó mục đích là thế thôi. Ở đây thông số của nó là điện hoạt động là 220V TQ9520 2950 lead power data, có nghĩa là ngòng 36. Con này sản xuất 2017 các bác. Hàng này là ngòng mới, dùng lướt. Dòng này là mới sản xuất 2017 thôi. Đời cao. Phía sau ở đây thì nó có cái cổng tín hiệu vào đây, hai cổng tín hiệu vào, hai cổng gia loa. Lưu ý các bác nhé, em nói trước các bác nhé, đấu ra loa phải đấu cho chuẩn, đấu đúng một cộng một trừ nhé, không biết thì chỉ em chỉ nha. Các bác đấu sai câu ra lung tung là rơi tình trạng là chập và báo clip ngay và dễ là bị cháy. Đấy. Tất cả những cái này khi mà bọn em gửi, bọn em sẽ hướng dẫn lại cho các bác. Đấy. Và bọn em sẽ gửi kèm những cái rắc này. Các bác lưu ý nhắc lại một lần nữa, các bác đấu đúng cọc loa nhé, một cộng một trừ các bác nhé, không nên đấu hai cộng hai trừ. Linh, đây là cái nút linh. Linh nhấn vào on là quá. Đấy. Đấy, còn đấy khá là đẹp, rất chi là xịn, nhìn nó gọi là nhìn phát là kết luôn. Thì đây cái em vừa nói là cái con này nó sản xuất 2017 cho nên mà nó rất chi là đẹp. Hầu như em chưa vệ sinh nha bác nhá. Em vừa bóc ra này. Trên này hầu như là không có bụi này. Cái bụi lưới tản nhiệt thì không có bụi. Thậm chí là cái quạt chúng ta thấy có thấy này, quạt hơi hơi một tí bụi rồi. Đấy, rất chi là đẹp. Xịn. Nói chung là phải nói là xịn từ cái quạt. Các bác nào đang quan tâm giá bán đúng không? Đây. À, giá bán. Và cuối cùng sẽ chốt lại cái giá bán cho tất cả các bác.
một quân đẩy 950W một kênh máy 1U hàng xịn thương hiệu của Pháp, thì em sẽ bán cho các bác ạ, giá sẽ rất chi là tốt, 7.500.000 đồng một con, giá tại cửa hàng các bác nhé, 7.500.000 đồng một con và bảo hành cho các bác trong vòng 1 tháng. Đấy, hết bảo hành các bác gửi lại cửa hàng, không may hỏng hóc hư lại gửi lại cửa hàng, bên em sẽ có trách nhiệm sửa cho các bác. Đấy, sửa cho các bác và tính phí các bác nhé, sửa cho các bác. Nhưng mà tránh trường hợp là các bác là chơi là chập phát cháy đen thui mất cả bề bo thì là không thể sửa được. Đấy, tại vì các bác biết là cái bo như thế này là khác gì bo máy tính đâu ạ, bo này bo rất nhiều lớp, bo 2 lớp. Đây này, các cái vĩ bo này này giống như kiểu là bo máy tính mà chúng ta hầu như không thấy cái đường của gọi là cái mạch luôn. Đấy, nó sơn đen đen luôn, mà trong này là bo, là bo 2 lớp, lớp trên và lớp dưới. Nói chung là bo những cái bác mà gọi là công nghệ, các bác nhìn thấy cái bo này các bác phải nể luôn, hàng này là siêu cao cấp, khẳng định là như thế. Vâng, xin chốt lại một lần nữa là giá sẽ là 7.500.000 đồng một con, giá tại cửa hàng các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng em. Xin chào và gặp lại nhé.